quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm còn này quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này quy y đức quan thế âm bồ tát đích đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tinh đồ đại kinh dạy diễn nghĩa địa điểm dẫn đường hoa nghiêm malaysia thời gian ngày bảy tháng tám năm hai chủ giảng Lão Pháp Sư Tình Không Tập 101 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 117 Dòng thứ bảy Từ dưới đếm lên Chúng ta đọc từ câu An trụ nhất thiết An trụ nhất thiết giả Hồi sớ dân An trụ giả bất động nghĩa Đức thành bất thoái Cố giết an trụ Vô đức bất cụ Cố dân nhất thiết Trong phần trước Chúng tôi Cũng đã nói đến câu này Từ chỗ này Là khởi đầu của một đoạn An trụ bất luận là sơ học hay là người tu học đã lâu đều vô cùng quan trọng cổ nhân nói thân an tắc đạo long chúng tôi nghĩ đến thời cận đại trong thế kỷ này chẳng có cao tăng đại đức xuất hiện trên thế gian phật pháp là như thế mà pháp thế gian cũng chẳng phải là ngoại lệ không chỉ tại trung quốc mà gần như tại tất cả mọi nơi trên toàn thế giới chúng ta đều thấy do nguyên nhân nào trong thế kỷ này Chẳng có hai chữ an trụ Các xã hội trên toàn thế giới Đều rơi vào tình trạng trao đảo Bất an Nên lòng người chẳng thể định Rất khó thành tựu Trên thực tế có vấn đề như thế này, đại hoàn cảnh bất hảo, xã hội đồng loạn. Nhưng nếu cá nhân thật sự có thiện căn, có phước đức, vẫn có thể thành tựu. Thiền căn là tính tâm kiên định, phước đức là có thể chịu đựng khổ sở Khó khăn Người như vậy rất ít Nhưng chẳng phải là không có Do vậy Lúc Đức Phật sắp nhập diệt Tôn giả A Nan từng hỏi Phật phật tài thế chúng con nương tựa ngài làm thầy ngài chẳng trụ thế chúng con nên nương cậy ai đức phật dạy một câu lấy giới làm thầy lại còn nói thêm lấy khổ làm thầy nói cách khác trong thời đại hiện tiền chúng ta có thể trì giới có thể chịu khổ thì sẽ có thể thành tựu đầy đủ hai điều kiện ấy bất luận ở trong thuận cảnh hay trong nghịch cảnh đều có thể như như bất động thành công Cổ Đại Đức đã dạy chúng ta bí quyết thành công thâm nhập một môn quân tu lâu dài Thí dụ như trong hoàn cảnh hiện thời Chính mình có thể tìm được một nơi rất hẻo lánh Một chỗ rất lạc hậu Chỗ lạc hậu là nơi bình yên Mọi người chẳng tranh chấp Chẳng có ai đến giành vật Chắc chắn là Điều kiện vật chất rất kém cỏi Nhưng là nơi tu hành tốt đẹp Càng kém cỏi càng tốt Một cái liệu tranh bé tí Quý vị tặng cho người ta Người ta chẳng thèm Coi thường Đó là chỗ bình yên Có thể an định 10 năm bất động Quý vị an trụ ở nơi ấy Học một bộ kinh giáo đến cùng Người ta chỉ cần có hai điều kiện như vậy Trì giới Bằng cách Thực hiện đệ tử quy Cảm ứng thiên Thập thiện nghiệp đạo Đều thuộc về trì giới Cần phải học Chẳng có những thứ ấy Tức là thiếu cội rễ căn cơ của các bậc đại thánh đại hiền thế gian và xuất thế gian thuộc trong ba thứ ấy ba thứ ấy chẳng có. dành ra thời gian một năm để tu tập là đủ rồi ba thứ ấy chẳng phải để học xuân chẳng phải để học trục lòng mà là mỗi điều đều phải làm được đệ tử quy gồm 113 điều Cảm ứng thiên cũng chẳng thể coi là nhiều Nhân quả thiện ác Tổng cộng gồm 195 điều Thập thiền nghiệp đạo là 10 điều Đã dung bồi bền vững hai căn cội trước Thì thập thiền nghiệp đạo sẽ chẳng có vấn đề gì Cũng có nghĩa là thập thiền nghiệp Nói chi tiết sẽ là cảm ứng thiên và đệ tử quy Dung bồi bền dững những căn cổ ấy Quý vị là thiền nam tử, thiền nữ nhân Hội đủ điều kiện Mười năm Học một bộ kinh vô lượng thọ này Nguyện nguyện Mỗi ngày đọc một lần Nếu có duyên phận Có thể nghe giảng Sẽ càng hay hơn Nghe giảng thì hiện thời chúng ta có đĩa CD, DVD Có Internet Cũng có truyền hình vệ tinh Do vậy có duyên phận thì có thể thâu lấy để nghe Mỗi ngày có thể nghe từ 4 tiếng đồng hồ trở lên Chẳng thể ít hơn 4 tiếng đồng hồ Những thời gian khác Bèn chuyên niệm a di Đà Phật Tâm quý vị sẽ định Định chừng dâm ba năm Sẽ đắc niệm Phật Tam Mùi Lại có trường hợp Đôi ba năm Rất có thể khai ngộ Đắc Tam Mùi là đắc định định có thể khai quệ do vậy thật sự mong thành tựu thì trong bất luận hoàn cảnh nào cũng đều có thể tu hành trong đời loạn mọi người ở cùng một chỗ cùng nhau tu hành khá khó khăn như trong thời đầu dân quốc xác thực là thuở ấy có các vị cao tăng đại đức Thật sự muốn mở trường học Nhằm bồi dưỡng nhân tài kế tục Nhưng vì chiến tranh Đều chẳng có cách nào thực hiện viên mạng Pháp sư ứng từ mở Hoa Nghiêm Đại học Chưa đầy một năm đã phải đóng cửa Âu Dương Đại Sư Lập Chi Na nội học viện Coi như có thành tựu tốt đẹp nhất Nhưng cũng chỉ được hai năm Chẳng thể tiếp tục Sau chiến tranh Tại Đài Loan Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Mở lớp học kinh Tại Đài Trung Liên xã Nhằm bồi dưỡng nhân tài giảng kinh Các đồng học có hơn 20 người Tôi là người tham gia cuối cùng Cũng chỉ dạy được 2 năm Chẳng mở lớp tiếp theo Duyên Chẳng dễ dàng tôi học kinh giáo với thầy lý từ ngay trong lớp học ấy nếu chẳng có lớp ấy thì thật sự là ngay cả kinh giáo tôi cũng chẳng được học tuy thời gian chẳng dài tôi vẫn được gặp gỡ vì thế an trụ hết thảy quan trọng hơn bất cứ gì khác chẳng có cơ duyên chúng ta phải nghĩ cách tìm cơ hội một người sống cuộc đời đơn giản kham khổ chẳng cần được hộ trì rất nhiều có được một hai người nhiệt tâm hộ pháp chiếu cố quý vị bèn chẳng có vấn đề gì cuộc sống càng đơn giản càng hay người thật sự tu hành một ngày ăn một bữa là được rồi Mỗi ngày ăn một bữa giữa trưa Đại khái là cư sĩ Lý Bỉnh Nam Gặp gỡ Phật Pháp Khi cụ đã ngoài 30 tuổi Còn trẻ hơn tôi Tôi gặp Phật Pháp lúc 26 tuổi Cụ bảo tôi Cụ gặp Phật Pháp lúc tuổi đã ngoài 30 Sau khi gặp Phật Pháp không lâu Cụ bèn quá ngọ Chẳng ăn mỗi ngày ăn hai bữa rồi hai ba năm sau bữa sáng cũng bỏ luôn mỗi ngày ăn một bữa suốt đời chẳng thay đổi rất khó có giảm bớt rất nhiều chuyện tự mình chăm sóc mình ăn cơm do tự mình nấu quần áo do chính mình giặt tự mình chăm sóc bản thân Mãi cho đến lúc 95 tuổi Vẫn là tự mình chăm sóc chính mình Hai năm cuối cùng Cụ mới đồng ý tiếp nhận Hai học trò phát tâm chăm nom. Trước đó có người muốn chăm sóc cụ Cụ không chịu Tôi học giáo với cụ tại đại trung cũng chịu ảnh hưởng bởi sự thân giáo của cụ do vậy lúc tôi ở đại trung là ba mươi mấy tuổi tôi cũng học theo cụ mỗi ngày ăn một bữa tôi ăn đến tháng thứ tám mới trình với cụ tôi nói thưa thầy hiện thời mỗi ngày có ăn một bữa đã bao lâu Tám tháng rồi ạ à. Thế nào Thân thể có biến quá hay không Tôi thưa Rất bình thường Cụ vỗ bàn Hãy vĩnh viễn giữ gìn Suốt đời chẳng phải cầu cạnh ai Cuộc sống đơn giản nhu cầu rất ít Một người nhiệt tâm hộ Pháp là đủ rồi Chẳng cần phan duyên Cổ dân nói Nhân đạo vô cầu Phẩm tự cao Nhất định phải biết tiết kiệm Tích phước Trọng yếu hơn bất cứ điều nào khác Do vậy có quyết tâm Có nghị lực Trong xã hội rối ren Chính mình có thể như như bất động Hãy học theo quản mục thiên dương Trong tứ đại thiên dương Ngài biểu thị ý nghĩa sau đây Trong thời cuộc rối ren có thể giữ cho chính mình bất động thứ gì cũng có thể thành tựu do vậy ở đây tôi biểu lộ ý nghĩa ấy cùng quý vị an trụ giả bất động nghĩa đức thành bất thoái đức được nói ở đây là giới gia đình chúng ta có thể học tốt đẹp đệ tử quy cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp hoàn toàn thực hiện trong cuộc sống hàng ngày xử sự đãi người tiếp vật tâm vĩnh viễn bất thoái sau đó một mục tiêu một phương hướng chuyên tu tịnh độ phương hướng ấy là tây phương cực lạc thế giới mục tiêu ấy là thấy a di đà phật tâm phải định quyết định chẳng thay đổi đức sẽ thành tựu thành tựu bất thoái đó là an trụ vô đức bất cụ cố dân nhất thiết có thể buông xuống hết thảy đó là vô đức bất cụ à chúng ta buông xuống chấp trước đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian Công chỉ chấp trước mà tốt nhất là phân biệt cũng chẳng có làm thế nào để có thể đạt được chuyên tâm nơi kinh giáo nhất tâm niềm di đà sẽ thực hiện được Kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là hết thảy Hết thảy tức là một Một bộ kinh này là đủ rồi Không chỉ là những kinh giáo Do Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói Trong 49 năm Mà giáo huấn của mười phương ba đời Hết thảy như lai Và Pháp Thân Bồ Tát cũng đồng thời viên mãn trọn đủ trong ấy đặc biệt là trong xã hội giống như hiện thời nắm những bộ kinh này một câu phật hiệu chẳng có ai không thành tựu chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này phải hiểu rõ thật sự phát tâm y giáo phụng hành tiền dẫn hạnh nguyện phẩm trung Ư nhất niệm trung sở hữu hạnh nguyện giai đắc thành tựu giả trong phần trước đã từng dẫn câu kinh văn này của phẩm hạnh nguyện ở đây cụ hoàng giải thích tức thị nhất niệm trung viên thành hạnh nguyện viên là viên mãn thành là thành tựu viên thành hạnh nguyện là trong một niềm thành tựu viên mãn phổ hiền đại hạnh và di đà đại nguyện của năng an trụ ư như lai nhất thiết phật quả công đức chi pháp pháp môn niệm phật đã được đại diện viên mãn chúng ta lại xem đoạn tiếp theo du bồ thập phương hành quyền phương tiện những đoạn kinh văn ở phía trước câu này nói về sự thành tựu trong tự hành nơi sự tu hành của chúng ta còn câu này nói về quá tha Sau khi chúng ta thành tựu Và giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn Cho nên chẳng thể trụ tại một nơi Hai hôm trước Có một vị Pháp Sư Nhật Bản đến thăm viếng Đó là Sư Trung Tây Tùy Công Tôi quen biết sư chắc cũng 10 năm Mấy năm trước Tôi đã sang Nhật Bản 6 lần Tôi đến thăm núi Tỷ Duệ Của Nhật Bản Người Nhật Gọi núi này Là mẹ của Phật giáo Phật giáo Nhật Bản có 13 tông phái Nhiều hơn Trung Quốc Tổ sư khai sơn của 13 tông phái ấy Đều tu hành trên núi ấy Do vậy tôi nhất định phải đến giếng núi ấy Hồng liễu giải đôi chút Chỗ ấy Những gì tổ sư đại đức Tu hành trên ngoại núi ấy chẳng hạ sơn. Thời gian trụ tại đó Lâu nhất là bao nhiêu năm Họ bảo tôi hơn 30 năm Hơn 30 năm chẳng hạ sơn. Ngắn nhất là bao nhiêu 14 năm Do vậy các gì ấy có thành tựu Cổ dân Trung Quốc thường nói Thập tải hàng sông nhất cử thành danh Chẳng đổ công sức từ 10 năm trở lên Sẽ chẳng được Điều ấy chính là khuôn mẫu rất tốt cho chúng ta Tôi như dân sàn Úc Lập ra tịnh tông học viện Để cứu dường đại chúng Hy vọng đại chúng thật sự an tâm tu hành ở nơi đó Có thể đạt được một chút thành tựu Tòa ấy tôi ấn định kỳ hạn tu học là 9 năm Có người bảo tôi thời gian 9 năm quá dài Có thể rút ngắn thành 7 năm không? Tôi cũng không giữ vững chủ ý Khéo sao đúng dịp ấy Xác giật bản hợp Sau khi đến thăm núi Tỷ Duệ trở về Tôi thấy chín năm chẳng thể giảm bớt Người ta tu hành trên núi tối thiểu là 14 năm Thời gian 9 năm của chúng ta Há còn có thể giảm bớt được sao Xác định Thời gian tu hành tối thiểu Phải là 9 năm Năm nay đã tròn 9 năm rồi Sang năm đã kỷ niệm tròn 10 năm Học viện của chúng ta có thành tựu hay không? Thưa quý vị, chẳng có Do nguyên nhân nào? Chẳng thể thực hiện đúng theo quy củ Chúng tôi đã dạy ba căn cơ Nho thích đạo Chẳng ít nào Nhưng chẳng có ai thật sự chịu làm Lại là còn có một điều nữa là Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Cũng chẳng có ai làm được Do vậy tôi bảo mọi người vì tuổi tác của họ kể ra cũng chưa cao Nói chung Cũng gần 50 tuổi rồi Vẫn còn được hay sao? Được chứ Ở đây Lục đã có một tấm gương Một vị tại gia cư sĩ 55 tuổi mới bắt đầu học tập bắt đầu học phật từ 55 tuổi sáu mươi lăm tuổi đạt thành tựu tức là bà ta đại gia chẳng xuống tóc nếu xuống tóc sẽ lập tức thăng tòa thành đại pháp sư bà ta cho tôi biết bà đã học một bộ kinh vô lượng thọ suốt mười năm Học như thế nào Mỗi ngày Bà ta nghe một đĩa CD Ghi lời giảng kinh vô lường thọ của tôi Nên biết đó là bài giảng trong 10 năm trước Chưa được tỉ mỉ như hiện thời Toàn bộ bản kinh giảng xong trong 60 giờ 60 đĩa CD Mỗi ngày bà ta nghe một đĩa Mỗi đĩa là một giờ Nhưng bà ta nghe lặp đi lặp lại Đến 10 tiếng đồng hồ Nên mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng Bà ta nói đối, đối với bà ta nghe kinh hết sức hữu dụng Vì sao? Giọng niệm chẳng còn nữa Ngoài ra nghe kinh là niệm Phật Nghe bộ kinh này từ đầu đến cuối xong xuôi Lại nghe từ đầu Nghe xong lại nghe từ đầu Nghe suốt 10 năm bèn thành công Bà ta không chỉ thuộc lòng kinh văn Bà ngay cả chú giải cũng nằm lòng Hiện thời lên tòa giảng kinh Bà ta chẳng cần đến kinh sách Cũng chẳng cần tài liệu tham khảo hơn nữa lại còn ra sao Hãy tiếp xúc bèn thông suốt Giảng vô cùng viên mãn Thật sự khiến cho kẻ khác trông thấy Chẳng thể nào không bội phục Bà sống trong một gia đình rất khổ nhọc Điều kiện vật chất tột bực kém cỏi nhưng có thể chịu đựng khổ sở Chịu đựng nhọc nhằn Suốt đời chẳng tranh chấp với ai Chẳng mong cầu gì nơi cõi đời Nên thành công Đây là một tấm gương tốt cho chúng ta Bà ta 55 tuổi mới bắt đầu Tôi thấy các đồng học trong tỉnh tông học viện chúng ta Nói chung vẫn chưa đến 55 tuổi Vẫn còn kịp chán nếu đến 65 tuổi mà chẳng có thành tựu gì Thì thôi rồi Vấn đề nghiêm trọng lắm đấy Sau khi đã thành tựu Muốn báo ân Phật Và báo ân chúng sanh Thì báo đáp như thế nào Vô bồ thập phương hành quyền phương tiện Thử nhị cú sơ tán đại sĩ chi quyền đức đây là phương tiện thiền xảo của các vị Bồ Tát. Du bộ thị du hành giữ du quá chi nghĩa. Du hành là tầm sư phóng đạo. Khi chính mình còn chưa thành tựu, chỗ nào có bậc cao nhân, có bậc đại đức, Ta bèn đến thân cận Hướng về vị ấy thỉnh giáo Đó là du hành Như thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế 19 tuổi lìa nhà Đó là du hành Đi tham học Đến khi 30 tuổi Ngài đã tham học 12 năm những cao tăng đại đức trong giới tôn giáo và các bậc cao nhân trong giới học thuộc ấn độ ngài đều thân cận đức hạnh và học vấn đã thành tựu tuy thành tựu vấn đề vẫn chưa được giải quyết Người bình thường sẽ ngừng ở đó Nhưng Thích Ca Môn Ni Phật chẳng cam tâm Không đành chịu Ngài ngồi dưới cổ cây Tết Bát La Bên sông Hằng Cây ấy đã được gọi là Bồ Đề Thụ Nhập định tại đó Buông sở học Trong 12 năm xuống Nhập thiền định sâu hơn là nhập thiền định sâu hơn tứ thiền bát định đã học trước đó cuối cùng thành tựu đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh khi ấy đức phật đã 30 tuổi sau khi kiến tánh kiến tánh bèn thành phật Chẳng còn vô hành nữa Mà là du quá Quá là giáo quá chúng sanh Sau khi chính mình đã thành tựu Nhất định phải thành tựu người khác Thành tựu chính mình là vì lẽ nào Nhằm giáo hóa người khác Đó cũng là như trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện đã nói Chúng sanh vô biên Thệ Nguyện Độ Phải thực hiện nguyện ấy Chẳng thể nói rồi không làm Thập phương Suốt đời lão nhân gia Xác thực là du quá Chẳng có nơi chốn nhất định Nhưng Học trò Khắp phục Ngài tột bậc Ngài đi đến đâu Họ đều theo đến đó Số lượng với học trò thường xuyên theo Ngài chẳng ít Từ kinh điển chúng ta thường thấy Ghi chép con số thường tùy chúng Là 1.255 người Một đoàn thể toa ngần ấy Buổi tối nghỉ ngơi dưới cội cây Mỗi người tìm một cội cây to để ngồi nhập định Nghỉ ngơi dưới gốc cây Ban ngày thì giảng kinh Giáo học trong rừng cây Nhưng ban ngày còn có một công khóa nữa Phải đi ra ngoài khất thực Giữa trưa ăn một bữa Nghỉ dưới cội cây Suốt một đời sống như vậy vì thế Đức Phật dạy chúng ta Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Ngài đã làm được Nêu gương cho chúng ta thấy Đúng là buông xuống dạng duyên Trong tâm chẳng có tạp niệm Chẳng có vọng tưởng Lúc ấy mới có thể thành tựu Thập phương giả Đông Tây Nam Bắc Tứ Phương Kế đó là Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc Đó là bốn phương bạc Những phương này được gọi chung là bát phương Cộng thêm phía trên và phía dưới thành mười phương Cái biểu công gian chi nhất thiết xứ sở Phật môn thường nói Thập phương tam thế này chúng ta nói thập phương là không gian Tam thế đây được gọi là thời gian Dùng thập phương và tam thế Để bao gồm toàn bộ phạm vi hoạt động Du bộ thập phương Biểu đại sĩ thần thông du hí Tự tại du hành Quá độ tập vương Thế giới nhất thiết chúng sanh Sau khi kiến tánh Sẽ có năng lực ấy Sau khi kiến tánh Sáu thứ thần thông đều trọn đủ Trong phần trước đã giảng Cụ túc là viên mạng Sau khi kiến tánh dòng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn, toàn bộ chẳng còn nữa. Trong cảnh giới của các ngài, thời gian và không gian cũng chẳng còn nữa. Do thời gian chẳng có, nên con người có thể trở về quá khứ mà cũng có thể tiến nhập gì lại. Quý vị thấy những vị Bồ Tát ấy có bản lãnh Có thể giáo hóa chúng sanh trong quá khứ Mà cũng có thể giáo hóa chúng sanh trong đời vị lại. Các ngài có năng lực ấy Năng lực ấy là gì vậy? Bản năng, năng lực ấy ở đâu ra? vốn sẵn có Khi khai ngộ, Huệ Năng Đại Sư đã bảo nào ngờ tự tánh vốn tự trọn đủ trí huệ đức năng và sáu thứ thần thông đều thuộc về đức năng tướng hảo thì giống như trong phẩm phổ môn đã nói nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy các ngài có thể hiện vô lượng vô biên thân Chúng sanh ưa thích thân gì Các ngài bèn có thể hiện thân ấy Thiên biến dạng quá Do vậy, quá độ chúng sanh Trong hết thảy các thế giới khắp mười phương Chẳng có chứng ngại Hành quyền phương tiện giả Quyền đối thật nhi thuyết thật là chân thật quyền là quyền biến chân thật là thể là tự tánh tánh thể quyền là khởi dụng từ thể khởi dụng chẳng do ý nghĩ của chính mình quý vị phải hiểu điều này chư phật bồ tát pháp thân đại sĩ ứng hóa trong thế gian bất luận là đường nào trong lục đạo đều chẳng khởi tâm động niệm, như thích ca mâu ni phật cũng giống như vậy. Ngài ứng quá trên thế gian, chẳng hề khởi tâm động niệm. Nếu là chẳng khởi tâm động niệm, cớ sao ngài có thể hiện tướng? làm sao có thể thuyết pháp cho được đó là ngài hành quyền phương tiện chúng ta trông thấy tướng mạo của đức phật nhưng chính đức phật chẳng chấp tướng chúng ta nghe đức phật thuyết pháp trên thực tế đức phật hoàn toàn chẳng thuyết pháp do vậy trong kinh bát nhã nói nếu ai nói đức phật giảng kinh thuyết pháp kẻ đó bán phật không nói mà nói nói nhưng chẳng nói quả thật đức phật chẳng nói vì sao ngài có thể nói chúng sanh có cảm ngài tự nhiên phản ứng sự ứng ấy chính là pháp vốn sẵn như thế đã có người từng hỏi đức phật chuyện này trong các đệ tử đức phật ngài sẽ lệ phất trí huệ đầy nhất có người hướng về đức phật tỉnh giáo trí huệ của ngài sẽ lệ phất do đâu mà có vì sao có trí huệ to lớn gần ấy? Đức Phật dùng cái trống làm tỷ dụ. Trống thì mọi người đều từng thấy, nó là một thứ nhạc khí đã có từ lâu đời. Ngài nói cái trống thì các ông có biết hay không? Đại chúng thưa già dạ biết. Trong bụng cái trống có gì hay không? Chẳng có gì, trống tuyết Hai tấm da bọc lấy một khoảng trống rộng. Đức Phật dạy, tâm sẽ lợi phất giống như cái trống, trong ấy thứ gì cũng đều chẳng có nhưng nếu quý vị gõ nó gõ mạnh ác kêu to gõ nhẹ ác kêu nhỏ chẳng gõ sẽ không kêu bất luận quý vị hỏi ngài sẽ là bất vấn đề gì ngài đều đối đáp lưu loát ngài có dấy lên ý niệm hay không chẳng có do vậy đúng là không nói mà nói nói chính là ứng Ngài chẳng khởi tâm động niệm Chẳng phân biệt chấp trước Ngài có nói gì đâu Cùng một đạo lý giống như vậy Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết Pháp Suốt 49 năm Có nói hay chăng Một chữ cũng chẳng nói Vì sao chúng ta có nói Khởi tâm động niệm Suy nghĩ lời này Nên nói theo cách nào Đó là có nói Người ta chẳng khởi tâm không động niệm Cứ sao có thể thuyết Pháp bởi lẽ nói chính là không nói mà nói Đủ phạm phu chúng ta chẳng biết nghe Người biết nghe sẽ nghe theo cách nào Nghe mà chẳng nghe Chẳng nghe mà nghe Đó là biết nghe Hoàn toàn đối ứng với Phật Do vậy chúng ta nghe Đức Phật thuyết Pháp Thường hiểu sai ý Phật Những ý nghĩa mà chúng ta tưởng là hiểu ý Phật Thật ra đều là ý nghĩa của chính mình chẳng phải là ý nghĩa của phật vì thế nguyện giải như lai chân thật nghĩa rất khó thực hiện chúng ta phải hiểu quyền và thật chứng đắc thật thì mới có quyền chẳng chứng thật thì sẽ chẳng có phương tiện thiền xạo Chúng ta có phương tiện Nhưng chẳng có thiện xảo trong đó Cụ quyền nghi giữ Quyền biến chi nghĩa Chữ quyền này có hai ý nghĩa Là quyền nghi Và quyền biến Tục dị thông quyền đạt biến Nói theo cách hiện thời Người ấy thông minh trí huệ Có thể tùy cơ ứng biến Nói đến loại người này Thông quyệt đạt biến là tùy cơ ứng biến Năng lực ứng biến vô cùng mạnh mẽ Những gì Bồ Tát ấy đã ứng biến đến mức viên mãn rốt ráo Cũng là như cổ nhân đã nói Nhĩ bất biến ứng dạng biến Họ đã làm được Thật sự chẳng thay đổi Có thể ứng phó vô lượng vô biên biến quá Chúng ta chẳng có cách nào học được điều này Tuy không học được Nhưng nếu chúng ta Dùng phương pháp giới định huệ để tu học Đến một ngày nào đó Chúng ta cũng có thể Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Năng lực trí huệ ấy Hoàn toàn xuất hiện Chẳng cần phải học mà thấy đều xuất hiện Vì sao? Trong tự tánh vốn sẵn trọn đủ Trọn đủ trí huệ Trong trí huệ có thần trí và quyền trí Trọn đủ thần thông Trọn đủ tướng hảo Quyền diệt tức phương tiện chi dị danh Do đó phương tiện và quyền xảo Thường được nói gộp chung Phương là phương pháp Tiện là tiện nghi Tiện nghi Nghĩa là phương pháp thích hợp nhất Phương pháp thích hợp nhất Chẳng có nhất định Do người, do sự, do thời, do nơi chốn Mà áp dụng những phương pháp khác biệt à, Dân dụng xảo diệu dường nên, ấy Nên gọi là phương pháp. tiện pháp Vì thế, nó là tên gọi khác của phương tiện Pháp qua văn cú viết Bộ sách này do trí giả đại sư trước tác ngài giải thích phương giả pháp giả có nghĩa là phương là phương pháp tiện giả dụng giả phương tiện là sử dụng rất thuận tiện trôi chảy chẳng bị chướng ngại thiện gồm chi phương thị phương pháp tiện thị tiện lợi ái phật giáo nghĩa tác như đại tập kinh dân đây là như trong kinh đức phật đã nói năng điều chúng sanh tất linh thú hướng a nậu đa la tam miệu tam bồ đề thị danh phương tiện ý nghĩa này sâu xa quý vị có thể điều chúng sanh đều là điều giáo người trung quốc thường điều phục rồi mới dạy bảo điều giáo chúng sanh cần phải có trí huệ phải có phương pháp chúng sanh rất dễ dàng tiếp nhận mà cũng có thể hiểu rất rõ ràng vui vẻ y giáo phụng hành họ sẽ thành công ở đây đức phật đã nói cho chúng ta biết mục tiêu này có thể nói đó là tông chỉ giáo học của phật pháp nếu người khác hỏi chúng ta phật giáo nhằm dạy điều gì tông chỉ của ngàn kinh muôn luận giống nhau bất luận là hiện giáo mật giáo đại thừa tiểu thừa tông môn giáo hạ như gì phải biết đều là một mục tiêu này Tức là a nậu đa la tam miệu tam bồ đề Từ ngữ này là tiếng phạn dịch âm Có thể dịch nghĩa sang tiếng Hán Vì sao chẳng dịch Do tôn trọng nên không dịch Đó chính là tổng phương hướng Tổng mục tiêu mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy con người Điều này vô cùng trọng yếu Cho nên giữ nguyên âm đọc tiếng Phạn Vì tôn trọng chẳng dịch Dịch sang nghĩa tiếng Hán Quá ra khá đơn giản Chỉ gồm 6 chữ Là vô thường, chánh đẳng, chánh giác A. Dịch thành vô Nậu đa la, dịch là thường Tam, dịch thành chánh Miệu, dịch thành đẳng Chữ tam kế tiếp cũng là chánh Bồ đề là giác Quý vị thấy gộp lại Sẽ là vô thường chánh đẳng chánh giác Phật Pháp chính là điều này Trong ấy có ba chuyện Nói từ phần sau Thì điều thứ nhất là chánh giác Đức Tam Bồ Đề người nào đạt được, A La Hán đạt được, đạt được bằng cách nào? đoạn kiến tư phiền não, đã đoạn kiến tư phiền não, bèn chứng ta bồ đề, tức là chánh giác, được gọi là A La Hán, lại nâng cao lên một bậc. là chánh đẳng, chánh giác, tức là ta miệu, ta bồ đề. Bồ Tát chứng đắc chánh đẳng, cao hơn A-la-hán. Các ngài chứng đắc bằng cách nào? Bồ Tát không chỉ đoạn kiến tư phiền não, mà Trần Sa cũng đã đoạn. vô Minh cũng phá một phẩm. Như vậy thì mới có thể chứng đắc Chánh đẳng, chánh giác Đẳng đã bằng Phật Nhưng vẫn chưa đạt tới địa vị Phật Còn kém một cấp Địa vị cao nhất là vô thường chánh đẳng, chánh giác Phật chứng đắc quả gì này Đó là dòng tượng Phân biệt chấp trước Thảy đều buông xuống toàn bộ vô thủy vô minh trần sa phiền não kiến tư phiền não như trong giáo pháp đại thừa thường nói đều đoạn sạch trở về tự tánh minh tâm kiến tánh đó mới là lìa khổ được vui Quý vị thấy A-la-hán Chứng đắc Chánh giác Thoát đi nỗi khổ trong lục đạo Chẳng còn luân hồi trong lục đạo Ngài đặt đến Bốn thánh pháp giới Sức thanh văn Duyên giác Bồ Tát chứng đắc chánh đặng chánh giác chính là phật pháp giới trong bốn thánh pháp giới Đối với sự khổ trong bốn thánh pháp giới Thì những nỗi khổ trong các pháp giới thấp hơn Đã không còn nữa Thanh văn duyên giác đã lìa khỏi Bồ Tát và Phật trong bốn thánh pháp giới vẫn còn thọ Vẫn còn có khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là vô thủy vô minh Công phu còn phải nâng cao hơn một bậc Nâng cao tới mức chẳng khởi tâm không động niệm Đó là thật sự an trụ Chẳng khởi tâm không động niệm Lúc ấy bèn chứng đắc vô thường chánh đẳng chánh giác đã thành Phật Vĩnh viễn thoát lìa nỗi khổ trong mười pháp giới Lìa khổ được vui Có cấp bậc, có tầng lớp Thật sự Đã lìa khổ Mười pháp giới đều gọi là thế gian Thật sự xuất thế gian Là phải vượt thoát mười pháp giới Thì mới thật sự là xuất thế gian vĩnh viễn thoát khỏi hết thảy các nỗi khổ trong thế gian lìa khổ được vui chẳng phải giống như chúng ta trong hiện tại không có cái gì để ăn được cho một chút thức ăn bèn cảm thấy lìa khổ được vui chẳng có cái mặt được cho bộ ít quần áo để mặc bèn cảm thấy là lìa khổ được vui không phải vậy chuyện như vậy quá nhỏ nhặt những chuyện ấy Đức Phật giao cho chúng ta Để chúng ta tự mình lo liệu Còn những chuyện khổ vui to lớn Thì Phật, Bồ Tát Đến giúp chúng ta lo toàn Những việc nhỏ nhặt Sẽ do chính ta lo liệu Trong thế gian này trong các phần trước chúng tôi đã nói rất nhiều Cầu của cải được của cải Cầu thông minh trí huệ được thông minh trí huệ Cầu trường thọ được trường thọ chẳng có gì quý vị không cầu được chỉ cần quý vị đưa theo đạo lý và phương pháp cho đức phật đã dạy để cầu hữu cầu tất ứng nhưng có lúc chúng ta cầu mà chẳng ứng là do nguyên nhân nào tôi học những pháp này từ chuyên gia đại sư lúc hai mươi mấy tuổi lão nhân gia rất từ bi tường về bảo tôi thầy nói khi anh cầu mà chẳng có cảm ứng thì chẳng phải là không có cảm ứng mà là do bản thân anh có nghiệp chứng khiến cho sự cảm ứng ấy bị chướng ngại nếu sám trừ nghiệp chứng cảm ứng ấy sẽ hiện tiền Chẳng phải là không có cảm ứng Tôi hướng về thầy tỉnh giáo Giữa trừ nghiệp chứa bằng cách nào Ngài bảo tôi sám hối Đó đến sám hối Đại sư dạy tôi Phật Pháp Trọng thực chất Chẳng có trọng hình thức Dạy tôi pháp môn ấy Sám hối trên mặt hình thức Chẳng quan trọng Phải là từ thực chất Thực chất là gì? Thực chất là sau đó không làm nữa Ta biết chính mình đã làm sai Ta cũng hiểu như người Trung Quốc đã nói Bất nhị quá Đó là chân sám hối Chẳng chú trọng hình thức Trong các học trò của khổng phu tử Chỉ có một người bất nhị quá Từng được phu tử tán thán là nhan hồi Có thể thấy là những người khác đều làm không được Đều vẫn thường phạm lầm lỗi Chỉ có một mình nhan hồi rất lỗi lạc Ngài đạt được bất nhị quá Do vậy Thầy dạy tôi sám trường nghiệp chứng thì sao ấy hệ có cầu nhất định có ứng vì vậy chúng ta hiểu rõ để chúng ta cầu tài cầu trí huệ luôn vì tự tư tự lợi mà cầu sợ rằng đều chẳng có cảm ứng nếu chúng ta cầu tài cầu trí huệ nhằm phục vụ chúng sanh giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn trong xã hội thì sẽ có cảm ứng quý vị thấy chẳng vì chính mình thì mới được vì sao? Chúng ta có thể nghĩ thông suốt lý ấy Lý ấy chẳng phải là đức sâu Nếu là vì tự tư tự lợi Bèn cầu Phật Bồ Tát mà có cảm ứng Chẳng phải là Phật Bồ Tát Cổ vũ khích lệ chúng ta tự tư tự lợi ư Chẳng phải là dạy chúng ta Làm sai làm ác ư Há có Phật Bồ Tát như vậy Yêu ma quỷ quái Mới làm chuyện ấy Phật Bồ Tát chẳng làm chuyện đó Chắc chắn là tâm hành của chúng ta Phải rất gần gũi chư Phật Bồ Tát Đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành với chư Phật Bồ Tát thì chắc chắn có cảm ứng Chẳng hề không có cảm ứng Do vậy, câu kinh đại tập này có ý nghĩa rất sâu đã chỉ ra tổng phương hướng và tổng mục tiêu trong sự tu học Phật Pháp. Hữu như Pháp Hoa quyền tán dân, thi di khả tắc, giết phương, thiện đậu cơ nghi giết tiện Ở đây, ý nghĩa chữ phương tiện được giảng rất sâu. Thi di thì là bố thí Giúp đỡ người khác Khả tắc Tiêu chuẩn trong câu này cao lắm Việc làm của chúng ta Có thể nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội Thì gọi là phương Ý nghĩa này giống như tại trường đại học sư phạm bắc kinh hình như là phía trước đại lễ đường có treo tấm biển ghi tám chữ học di dân sư thân di thế phạm tám chữ ấy chính là thi di khả tắc hôm tôi đến thăm trường ấy, có ông phó hiệu trưởng bồi tiếp, tôi thấy tám chữ ấy, bèn thưa với ông hiệu trưởng, thưa hiệu trưởng, tám chữ ấy chính là đại phương quảng phật qua nghiêm kinh trong phật giáo, ông ta nghe nói sững sờ, kinh qua nghiêm nói như vậy à, đúng vậy, cả bộ kinh qua nghiêm nhằm giảng tám chữ này. Tôi sửa một chữ Đổi chữ thân trong câu Thân thế vi phạm Thành hành Hành có ý nghĩa rộng hơn thân Nhà trường cũng chấp nhận Sau đó họ sửa lại chữ ấy Hành vi thế phạm Chính là ý nghĩa của chữ phương Thiện đầu cơ nghi Thiện xảo phương tiện có thể khiến cho người tiếp nhận đều sinh tâm quan hỷ Đó là thiền đầu cơ nghi Đó là tiền Có thể thấy ý nghĩa được giải thích theo kiểu này Còn sâu hơn ý nghĩa trong Pháp Hoa Văn Cú Nhưng cả hai sách đều nói đúng Chẳng hề nói sai hữu tịnh ảnh sớ dân tịnh ảnh sớ là chú giải kinh vô lượng thọ của ngài tịnh ảnh huệ diện sách ấy giảng quá hành thiện xảo tùy vật sở nghi chủng chủng dị hiện danh quyền phương tiện Đây là giáo hóa chúng sanh vô cùng hay khéo Vô cùng xảo diệu Chẳng có một pháp nhất định nào Tùy vật sở nghi Do căn tánh của mỗi người Mà áp dụng phương pháp khác biệt Do Mỗi sự mà khác biệt Như trong quá khứ Trần Lão Tế Công trong Phật môn là người đầy tống Sống cùng thời đại với Nhạc Vi Thật sự có gì ấy Mà cũng thật sự có chuyện ấy Nhưng những điều được viết trong tiểu thuyết chẳng đáng tin Trong Cao Tăng truyện có ghi chép truyện của Ngài Tôi nhớ truyện ký về Ngài đặc biệt phong phú Hình như có tới sáu quyển Truyện ký của người khác chỉ có một trang hai trang Còn truyện ký của Ngài tới sáu quyển Trong Đại Tạng Kinh có sách ấy Đó là Chủng chủng dị hiện Tác dụng to lớn Chẳng có ngàn mẽ Người tầm thường chẳng thể làm được những chuyện ấy Thật sự có thần thông Những chuyện như vậy rất nhiều Nhất là trong thời cận đại Cũng phát hiện một trường hợp như vậy Trong thời kỳ kháng chiến Vì được gọi là Kim Sơn Hoạt Phật Chính là một vị xuất gia Tại chùa Kim Sơn ở Nam Kinh Sư có pháp hiệu là Diệu Thiện nhưng rất nhiều người trong thế gian chẳng biết pháp danh của Ngài Đều gọi Ngài là Hoạt Phật Gọi Ngài là Kim Sơn Hoạt Phật Hành trạng trong một đời của vị Pháp Sư ấy Chẳng khác tế công đời tổng cho mấy Cũng là đi đôi dép cỏ rách nát Mặc một cái áo dài Nói chung bên trong là một cái quần đùi cả năm bốn mùa đều là dáng vẻ như thế trước nay chưa hề giặt quần áo đi phục rách nát rất bẩn thỉu nhưng ngài trọn chẳng bận tâm suốt đời chẳng tắm gội cổ áo đóng hòm đen xì nhưng quý vị ngửi thấy có hương sen thơm ngát lại còn có thể chữa bệnh thân thể quý vị có chỗ nào chẳng thoải mái, quý vị ngửi thấy mùi ấy sẽ hết bệnh, hết sức lạ lùng. lão dân già duyên tịch tại miến điện, ngày sang miến điện giáo hóa chúng sanh, qua đời bên đó, Trên đầu nơi ấy vô cùng cung kính ngài. Nhất định bắt Ngài đi tắm rửa Bắt Ngài gột rửa trong khi dầm mưa Ngài giảng sanh trong khi đang tắm Đang đứng dưới nước giảng sanh Người thật chuyện thật Tại Đài Loan có hai người viết truyền ký về Ngài Cuốn Sự Tích Kim Sơn Hoạt Phật Do Pháp Sư Chữ Dân viết Còn cuốn kia do Pháp Sư Lạc Quang viết Pháp Sư Lạc Quang từng ở chung với Ngài suốt 4 tháng Cô Lạc Quang có cùng bối phận với chúng tôi Sư từng bảo tôi Vì ấy thật sự có thần thông Trong tập chúng tôi nghĩ gì Ngài đều biết trong lúc nói giỡn Ngài nói ra hết Chúng tôi khởi tâm động niệm bất cứ điều gì Đều chẳng có cách nào giấu Ngài Ngài đều biết cả Ngài có tha tâm thông Tối thiểu là Ngài có thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông và tha tâm thông Tối thiểu là Ngài có những năng lực ấy Có thần túc thông hay không? Chẳng có chứng cứ rõ rệt Nhưng dường như là có Mọi người đang tụ tập chuyện gẫu Nhắc tới Kim Sơn Hoạt Phật Chưa nói xong Ngài đã bước vào Thường có hiện tượng ấy Làm thế nào lại xảo hợp như thế được Đó là chủng chủng nhị hiện Là quyền phương tiện Nói chung Cảnh giới ấy phải từ A-la-hán trở lên thì mới được A-la-hán có tứ quả Từ sơ quả đã có thần thông Sơ quả là tu đà hoàng Tu đà hoàng đoạn 88 phẩm kiến hoạt trong tam giới Khôi phục hai thứ trong sáu thứ bản năng Tức là thiên nhãn và thiên nhĩ người bình thường chúng ta chẳng thấy nhưng ngài thấy người bình thường chúng ta nghe không thấu nhưng ngài nghe thấu ngài có năng lực ấy chúng ta giảng kinh trên tầng lầu này ngài nhìn thấy những tầng dưới ngài biết rõ hoạt động của người trong mỗi tầng có thể trông thấy chẳng bị chướng ngại nếu chứng nhị quả sẽ có năng lực càng lớn hơn nữa nhị quả có tha tâm thông có túc mạng thông trong tâm người khác nghĩ gì Gì ấy đều biết đến tam quả bèn có thần túc thông có thể biến hóa phân thân các bậc thánh giả tiểu thừa có thể thị hiện trong đại thừa như kinh quan nghiêm của viên giáo đã nói sơ tính vị bồ tát có năng lực lục thông hoàn toàn giống như tu đạo hoàng Để thức tính Bồ Tát đoạn phiền não Này chúng ta nói theo cấp bậc Thì Ngài tương đương A-la-hán Tức A-la-hán trong tiểu thừa Bác tính tương đương Bích Chi Phật Cửu tính là Bồ Tát Tức địa vị Bồ Tát trong mười Pháp giới Thập tính là địa vị Phật trong mười Pháp giới Tùy theo địa vị Thần thông biến hóa cũng sai khác rất lớn Lũ phạm nhân chúng ta chẳng thể làm được những điều ấy Nhưng các ngài có thể làm được tổng thượng kinh luận nghĩa là chúng ta tổng hợp những điều kinh luận vừa giảng trên đây cố trì, dĩ thiền xảo ổn tiền chi pháp nghĩa là dùng những phương pháp khéo léo ổn thỏa thích đáng thuận tiện diệu khế chúng sanh căng cơ diệu có nghĩa là thiện vì ấy sử dụng phương pháp rất xảo diệu Hết sức tốt đẹp Khiến cho chúng sanh sau khi tiếp xúc Đều sanh tâm quan hỷ Giác ngộ Có thể phá mê giác ngộ Sanh tâm quan hỷ Đạo hướng cứu cánh chi quả giác Quả giác rốt ráo chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Như đã nói trong phần trước đó là quả giác rút ráo. Vì vậy, từ chỗ này chúng ta hiểu rõ Phật pháp là gì. Ngàn kinh, muôn luận, vô lượng pháp môn, quyết định đều nhằm một mục tiêu là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Đó là Phật pháp. Nếu mục tiêu là chánh giác, đó là tiểu thừa A-la-hán. Nếu mục tiêu là chánh đẳng chánh giác Đó là Bồ Tát là Đại Thừa Nếu mục tiêu là vô thường chánh đẳng chánh giác Đó là Pháp Nhất Thừa Là Phật quả rốt ráo viên mạng Chúng ta phải hiểu rõ Minh bạch chuyện này Kinh vô lượng thọ đi theo đường hướng nào Nói thẳng thừng là dạy chúng ta thành tựu vô thượng Chánh đẳng, chánh giác Trong hết thảy các kinh Nó thuộc loại kinh nhất thừa Kinh nhất thừa chẳng có mấy bộ Tại Trung Quốc Trừ bộ kinh này ra Hoa nghiêm là nhất thừa Pháp hoa là nhất thừa Phạm vọng tuy là nhất thừa Nhưng chẳng được dịch hoàn toàn sang tiếng Hán Truyền đến Trung Quốc Chỉ có Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm Chỉ có bộ phẩm Do mục tiêu của kinh này Là vô thường chánh đẳng chánh giác Nên trong pháp môn này ở đây Đức Phật và chúng ta Niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật Danh di hành quyền hoặc hành phương tiện tổng kết ý nghĩa này Giải thích viên mãn từ ngữ hành quyền phương tiện Tiếp đó là nhập Phật Pháp Tạng Cứu cánh bỉ ngàn nhập giả gia tường sớ thích viên giải khế tông nguyên tông nguyên là gì tông là chủ yếu trọng yếu nguyên là căn nguyên chúng ta hiểu tông nguyên là tự tánh Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh Trong tự tánh Đức Thế Tôn Đã quy nạp Vô đường vô tận công đức Thành ba loại lớn thứ nhất là trí huệ, thứ hai là đức năng, thứ ba là tướng hảo. trí huệ là thông đạt hiểu rõ hết thảy các pháp thế gian hay xuất thế gian đúng là không gì chẳng biết đức năng là thần thông thiền xảo phương tiện không gì chẳng thể trong tướng hảo có vật chất và tinh thần Tướng hảo viên mạng Trong cõi thật báo Đức Thế Tôn đã giới thiệu với chúng ta Thân có vô lượng tướng Mỗi tướng có vô lượng hảo Không giống như Thích Ca Môn Ni Phật xuất hiện trong thế giới này Thì hiện thân tướng giống như chúng ta 32 tướng 80 thứ hảo Kinh thường gọi thân ấy là liệt ứng thân Thì hiện trong lục đạo nhất định phải thị hiện thân giống như chúng sanh Nếu thị hiện sai biệt quá lớn cái bình phàm chẳng dám tin tưởng phải thị hiện thân tốt đẹp hơn một chút thì mọi người mới có thể tin tưởng trên cõi trời đức Phật thị hiện thân trời trong nhân gian ngài thị hiện thân người trong đường súc sanh ngài thị hiện thân súc sanh nếu muốn độ chúng sanh trong một loài nào đầu tiên là phải hiện thân giống như họ nếu muốn độ kiến Ngài cũng hiện thân kiến Quý vị chẳng hiện thân ấy Thì làm sao có thể ở cùng chỗ với họ Ở cùng một chỗ với họ Thì mới có cách dạy họ Do vậy Thì hiện thân đồng loại Giải kế tông nguyên Là nói đến nhập Trong nhập Phật Pháp Tạng chúng ta đã hiểu rõ lý giải nhập là tương ứng với tánh đức nói cách khác tương ứng với trí huệ chân thật chẳng phải là tương ứng với kiến thức và học thuật thông thường con người hiện thời nói đến học thuật và tri thức chẳng nói tới trí huệ nói tới tri thức thì tương ứng với tri thức sẽ chẳng được đó là pháp thế gian chẳng phải là pháp xuất thế gian vì sao phải nói theo cách như vậy bốn chữ ấy có ý nghĩa rất sâu. Qua thật là trong thời cận đại, coi lắm kẻ đã coi kinh điển nhà Phật như một thứ học thuật để nghiên cứu, nên bị biến chất, biến thành tri thức, trở thành kiến thức Phật giáo. Ở những chỗ nào trong đại học, rất nhiều trường đại học dùng kinh điển để giảng dạy tại những trường nổi tiếng nhất âu châu như đại học ngư tân đại học kiếp kiều đại học luân đôn đều có khoa hán học sinh viên đại học sinh viên chương trình cao học sinh viên theo học chương trình tiến sĩ của ngành hán học dùng kinh phật để giết luận án họ có tương ứng hay không họ tương ứng nhưng chẳng phải là giải khế tông nguyên chẳng phải vậy bởi lẽ những gì họ học được đều là kiến thức về phật giáo chẳng phải là trí huệ trong phật pháp Khi tôi đến viếng thăm Cũng có giảng cho họ hai buổi Nhắc nhở họ học Phật Phải học Theo đường lối của Tổ sư Đại Đức Thì mới thật sự được thọ dụng Đi theo con đường học thuật Cũng hữu dụng Giống như có thể đạt được học vị tiến sĩ Tương lai làm giáo sư qua triết học Hoặc Phật học Hoặc làm một nhà hán học Có thể đạt được điều ấy Nhưng mong chứng quả tu đạo hoàng sẽ chẳng có phần Mong được giảng sanh cũng chẳng có phần Bởi vì Phật giáo theo kiểu đó là học thuật Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo dục Phật giáo Phải hiểu điều này Nó chẳng phải là học thuật Thời đầu dân quốc Âu Dương Đại Sư đã nói rất hay Phật Pháp không phải là triết học hay tôn giáo mà là nhu cầu tất yếu của con người hiện thời vì sao nó thật sự có thể giải quyết vấn đề giúp chúng ta quá giải xung đột khôi phục sự an định hòa bình cho xã hội phật pháp làm được những điều ấy Giúp chúng ta thoát ly lục đạo luân hồi Giúp chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc Trong một đời chứng đắc vô thường chánh đặng chánh giác Rốt ráo viên mạng Nó có thể thực hiện được những điều ấy Giải khí tông nguyên vô cùng quan trọng trên ảnh sớ dân Chứng hội di nhập Cả kiến nhập giả Di khế hồi chứng nhập chi nghĩa Chữ hội có ý nghĩa rất sâu Quý vị đọc ngữ lục của Thiền Tông thấy thầy dạy trò thường nói một câu khẩu đầu thiền nhiều nhất thầy hỏi trò nghĩ hội má câu này có ý nghĩa sâu xa hội là gì kế nhập là hội quý vị chẳng kế nhập sẽ không hiểu kế nhập là giải khế tông nguyên như đã nói trong đoạn trước quý vị thật sự thấu hiểu chẳng phải là hiểu theo mặt văn tự mà là do văn tự do ngôn thuyết quý vị đang xem kinh hay đang nghe giáo bèn khế nhập tự tánh chúng ta thường nói là khai ngộ xem kinh bèn khai ngộ nghe giảng bèn khai ngộ đó là nhập chẳng có ngộ chẳng thể coi là nhập thật sự ngộ nhập thì mới là nhập do vậy nhập có nghĩa là khế hội chứng nhập việc tức pháp hoa trung nhập Phật chi kiến trung chi nhập từ giả nhập là chứng là khế nhập Phật tri Phật kiến là trí huệ bát nhã trong từ tánh. Trong thiền tông nói, đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh là nói đến điều này. Nói tới chuyện này. Trong giáo hạ nói, đại khai viên giải cũng nhằm nói về chuyện này. Người niệm Phật chúng ta gọi điều này là lý nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn bao gồm sự nhất tâm bất loạn Và lý nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn là nhập Phật tri kiến Có cùng cảnh giới với minh tâm kiến tánh trong thiền tông Đồng dạng giới đại khai viên giải trong giáo hạ Tần bậc như nhau sự nhất tâm thuộc về giải ngộ Chưa phải là chứng Do vậy Sự nhất tâm bất loạn Sanh về thế giới cực lạc Sẽ sanh trong cõi phương tiện hữu dư Giống như bốn thánh pháp giới Trong thế giới này Nếu là lý nhất tâm Sẽ sanh trong cõi thật báo trang nghiêm Khác hẳn đã thành Phật rồi Do vậy sự nhất tâm vẫn là Bồ Tát Chưa thuộc về địa vị Phật Sự nhất tâm cũng có ba bậc chính phẩm Trung hạ phẩm Là địa vị A-la-hán trong tiểu thừa Trung thượng phẩm là Bồ Tát Nhìn theo giáo lý Tây phương cực lạc Thế giới gồm bốn cõi Ba bậc, chín phẩm Nhưng trên thực tế Chúng ta phải liễu giải Hoàn cảnh tu học trong thế giới ấy Vô cùng đặc biệt Thù thắng Kẻ bình phạm chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng Đó là gì Hoàn toàn đắc lực cậy vào bổ nguyện và quay thần của a di đà phật gia trì do vậy họ đều là a duy diệt trí bồ tát đây cũng là lý do vì sao nói định tông là pháp khó tin nguyên nhân ở chỗ này đúng là pháp khó tin nhập phật pháp tạng tiếp theo đó cụ hoàng giải thích từ ngữ phật pháp tạng phật pháp tạng giả gia tường sở dân danh lý di tạng trước hết giải thích ý nghĩa chữ tạng cái gì phật pháp tạng di pháp tánh chi lý thể pháp tánh hàm tàng vô lượng chi tánh đức cố danh Phật pháp tạng trên thực tế nhập Phật pháp tạng là minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh là nhập Phật pháp tạng chúng ta niệm Phật tới ngày nào đó niệm đến mức lý nhất tâm bất đoạn Chính là nhập Phật Pháp Tạng Minh tâm kiến tánh Do vậy đây cũng là một cách giải thích rất hay Rất rõ ràng Danh lý di tạng Tạng có nghĩa là hàm chứa Phật Pháp Tạng là Pháp Tánh Lý Thể dùng chữ tạng để diễn tả ý nghĩa chứa đựng giống như một kho tài liệu dùng ngay chuyện này để tỷ dụ pháp tánh là thật thật sự chứa đựng vô lượng tánh đức đúng là vô lượng Tự tánh của mỗi cá nhân đều tương đồng Trong triết học gọi nó là bản thể của dạng hữu trong vũ trụ Nó có thể sanh có thể hiện A-lại gia có thể biến A-lại gia cũng chẳng lìa cõi Phật Pháp Tạng tết đời phật pháp tạng bèn chẳng có a lại gia phật pháp tạng giống như nước a lại gia giống như sống lìa nước lấy đâu ra sống bởi lẽ bản thể của sống là nước Dạng sự dạng vật Trong khắp pháp giới hư không giới Có cùng một bản thể Do vậy Đối với Kinh Phật Tổ sư Đại Đức Thường dạy chúng ta Chọn khắp pháp giới hư không giới Và chúng ta có cùng một thể Quý vị thấy chúng ta thường nghe Kinh nói Sanh Phật bất nhị Sanh là chúng sanh Phật là chư Phật như lai Đặt chúng sanh lên đầu Nói đến Phật ở sao Đó là gì Phật tôn trọng chúng sanh Tôn chính chúng sanh vì sao? Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ Phật là chúng sanh đã giác ngộ Vì Phật chưa giác ngộ là một vị Phật hồ đồ Chẳng biết tôn trọng người khác Còn chúng sanh đã giác ngộ Đối với bất cứ điều gì cũng đều tôn trọng Chúng sanh đã giác ngộ bèn là Phật Lại còn nói Tự tha bất nhị Tự là chính mình Tha là gì Tha thì trên là chư Phật Dưới đến chúng sanh trong địa ngục Đều là một Chẳng hai Lão tử cũng nói kiểu ấy Thiên địa giữ ngã đồng căn Vạn vật giữ ngã nhất thể có ý nghĩa hoàn toàn giống như lời đức phật đã nói hiện thời chúng tôi rất muốn nghe lời nhận định của các nhà vật lý học lượng tử trong hiện đại nghe họ trình bày những nghiên cứu phát hiện của họ để cho họ chứng minh những điều được nói trong phật pháp là thật chẳng phải là giả vì sao người phải yêu thương người cùng một thể chúng ta có cùng một thân thể vì sao ta phải yêu thương ngón tay này? vì sao ta phải yêu thương sợi lông này? nó và ta có cùng một thể. đạo lý là như thế đó. pháp thế gian hay xuất thế gian chẳng có giới hạn. sai biệt ở chỗ nào? mê hay ngộ, mê bèn gọi là pháp thế gian, giác ngộ bèn gọi là pháp xuất thế gian suốt thế gian gọi là phật pháp đã giác ngộ là phật pháp chưa giác ngộ gọi là chúng sanh pháp chúng là một chẳng hai do vậy đúng là trong pháp tánh pháp tánh là tự tánh chứa đựng vô lượng tánh đức người giác ngộ muốn giúp chúng ta giác ngộ vô lượng tánh đức giúp chúng ta giác ngộ lại chẳng phải là chuyện đơn giản vì sao chưa chắc chúng ta đã tin tưởng họ chẳng có tính tâm đối với họ chẳng tôn trọng họ cho nên chẳng dễ gì dạy được nhưng đối với khó khăn trước mắt chỉ cần lấy ra đôi chút tánh đức Bạn có thể giải quyết Coi rễ của tánh đức là gì? Người Trung Quốc nói tây hiếu Ngũ Luân được bắt đầu bằng câu phụ tử hữu thân Đó là cội nguồn của tánh đức vô lượng vô biên tánh đức thảy đều lưu lộ từ cội nguồn ấy trong phật pháp hiếu được gọi là từ bi trong nhiều tôn giáo nó được gọi là ái ái và từ bi trong phật pháp cũng như phụ tử hữu thân trong ngũ luân của trung quốc có ý nghĩa hoàn toàn giống nhau Chẳng kèm thêm bất cứ điều kiện nào Nó là tâm yêu thương vô điều kiện Người Trung Quốc đã nêu bài tánh đức Một cách đơn giản bằng 12 chữ 12 chữ ấy có thể giúp chúng ta sống rất hạnh phúc Rất sung sướng suốt một đời mười hai chữ ấy chính là hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình tánh đức đó có phải là mười hai chữ ấy vô lượng vô biên đúng vậy chúng ta suy nghĩ sẽ thấy mười điều trong thập thiện mười đại nguyện dương cũng là mười điều khi bồ tát mở rộng ra chúng sẽ biến thành tám vạn bốn ngàn tế hạnh mười hai chữ ấy của trung quốc có phải là tám vạn bốn ngàn tế hạnh trong bồ tát đạo hay không tôi tin là chúng đã bao trùm chẳng sót chúng chính là tánh đức do vậy ngày nay chúng ta vận dụng tánh đức đôi chút như thế nào áp dụng đôi chút trong cuộc sống như thế nào chúng ta chưa kiến tánh nhưng những người đã kiến tánh đều hiểu rõ sẽ nêu bài tự tánh nếu chúng ta chịu tin tưởng chịu y giáo phụng hành thì cũng sẽ sử dụng được người chưa kiến tánh cũng sử dụng được phải nghe theo giáo huấn của chư phật bồ tát và các vị đại thánh đại hiền như thế chúng tôi thường nói chúng tôi học tập nhiều năm như thế mới thấu hiểu những thứ ấy chẳng phải do họ phát minh chẳng phải do họ sáng tạo mà do từ tánh lưu lộ trong thời cổ chúng ta có lý do để tin tưởng phật bồ tát đã ứng hóa trên lãnh thổ trung quốc nhưng con người thuở ấy chẳng có căn tánh nhạy bén như tại ấn độ căn cơ độn hơn nên các ngài dùng những phương pháp ấy để chỉ dạy chúng ta đó là tính đức tự nhiên lưu lộ chúng ta phải tôn trọng người ấn độ căn cơ chín mùi nên chư phật ứng hóa trong thế gian này Đáng nên dùng thân phật để đắc độ điền hiện thân phật để giáo hóa Phật hiện thân Phật tại Ấn Độ Tại Trung Quốc thì Phật hiện các thân như Khổng tử, Mạnh tử, Nghiêu, Thuấn, Vũ Thang Hiện thân làm những gì ấy Làm các bậc thánh hiền Đó là phương tiện thiện xảo đại dụng Chẳng có ngằng mé chúng ta học theo thánh hiền học theo phật bồ tát là học theo ai học theo tánh đức của chính mình nhất định phải hiểu đạo lý này những gì từng trải ấy đã triển hiện tánh đức cho chúng ta thấy những kinh luận sách vở thảy đều từ tánh đức lưu lộ bởi thế đại kinh đại luận nói phật pháp vô nhân thuyết tuy trí mặt năng dạy kẻ thông minh tuyệt đỉnh trong thế gian có thể thông hiểu ý nghĩa trong kinh phật hay chăng không thể hiểu do nguyên nhân nào kinh điển lưu lộ từ tự tánh ai có thể hiểu người càng gần với tự tánh sẽ càng có thể lý giải gần với tự tánh là như thế nào phải loại bỏ những thứ tương phản tự tánh và những điều hư vọng những gì là tương phản dùng cách nói của trung quốc để luận định thì bất hiếu bất để bất trung bất tính vô lễ vô nghĩa vô liêm vô sĩ chính là những thứ tương phản mọi người hiểu rất rõ những điều ấy chúng là gì vậy tập khí phiền não từ vô thị kiếp chúng ta có thể xa lìa tẩy gột sạch sành xanh những tập khí ấy tính đức của chúng ta bèn hiện tiền Lại còn không ngừng nâng cao hơn Chúng ta cũng có thể đạt tới cảnh giới thánh hiền Lại nâng cao hơn tới mức viên mãn Đó là cảnh giới Phật Hữu Pháp tánh trung hàm nhiếp nhất thiết Phật Pháp Cố danh Phật Pháp Tạng Nói theo Phật Pháp thì đúng là như vậy Hết thể Phật Pháp đều sinh từ tự tánh Hãy rời khỏi tự tánh Bèn chẳng có một Pháp nào để được Tự tánh thanh tịnh như minh thể Như sách Hòa Nguyên Quán đã nói Chính là Phật Pháp Tạng Đang được nói ở đây Xuất sanh vô tận Tròn khắp hết thảy Hết thảy các Pháp Hết thảy Phật Pháp đều do nó sanh ra Hết thảy phiền não Nghiệp chứng và tạp khí cũng do nó sanh ra Chuyện này là như thế nào? Hãy giác ngộ sẽ sanh ra hết thể Phật Pháp Đã mê bèn sanh ra hết thảy dòng tưởng phân biệt chấp trước Xuất hiện những thứ ấy Do vậy, đối với hết thảy những thứ vi pháp phản diện ấy Chúng ta cũng trở nên khi dễ chúng Vì sao? Thể của chúng là thật Chỉ vì mê nên mới biến thành nông nổi ấy Nếu người ấy giác ngộ sẽ khôi phục bình thường Do vậy chư Phật, Bồ Tát Cung kính chúng sanh trong địa ngục Đối với mũi trùng kiến chẳng dám coi rẻ Do nguyên nhân nào Quý vị nhìn từ một phương diện khác Nếu họ giác ngộ sẽ đều là Phật Họ vốn là Phật Tuy đang mê Bổn tánh chẳng mê Phải biết điều này Bổn tánh vĩnh viễn thanh tịnh Chẳng bị nhiễm ô Bất sanh bất diệt Mê là giả Hãy mê bạn có sanh có diệt Mê bạn có nhơ có tình Có thiện có ác Chúng ta phải hiểu rõ ràng Minh bạch những chuyện ấy Thì trong hết thảy thế gian Tức là hết thảy các thế gian Trong mười pháp giới Sẽ sinh khởi tâm bình đẳng Đối với bất luận cảnh giới nào Chúng ta đều thấy như nhau Đó là Phật tri Phật kiến Phật chẳng có tâm phân biệt Chẳng có tâm chấp trước Chẳng khởi tâm đồng niệm Bồ Tát có khởi tâm động niệm Nhưng chẳng có phân biệt chấp trước Sự học tập của chúng ta Phải trải qua những tầng lớp này Nên gọi là Phật Pháp Tạng Thì cố nhập Phật Pháp Tạng Tức Pháp qua trung thiện nhập Phật Huệ Thông đạt Đại Trí Có ý nghĩa này Dùng phương tiện thiện xảo Khế nhập Phật Huệ Phật Huệ là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong tự tánh Thông đạt đại trí Đại trí là khởi dụng Là hậu đắc trí Là phương tiện thiện xảo Hữu chân giải Cứ tùng quả hướng nhân nghĩa thích dân giải thích ý nghĩa ấy như lai nhất thiết công đức bảo tàng phật quả công đức giả thử chi công đức đại bảo hải thuyết ngôn phật pháp tạng tức thì phật sở đắc nhất thừa giả chư phật như lai chính đắc nhất thừa nhất thừa là phật thừa Chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mạng Do vậy trong hết thảy các kinh Có kinh tiểu thừa Có kinh đại thừa Có kinh nhất thừa Kinh nhất thừa có mấy bộ Hoa nghiêm là kinh nhất thừa Pháp hoa là kinh nhất thừa Vô lượng thọ là kinh nhất thừa co bảo hết thể công đức của như lai, được nói trong kinh nhất thừa, chính là phật quả rốt ráo, do bồ tát tu hành chứng đắc. Trong ấy có trọn đủ các công đức, đó là công đức đại bảo hải, hải là tỷ dụ. Công đức đại bảo hải lấy không cùng, dùng chẳng hết. Vì vậy Nói đến phước báo Thì ai có phước báo lớn nhất Phước báo thế gian hay xuất thế gian Không ai có thể sánh bằng Phật Trí huệ lẫn phước báo của Phật Đều đạt đến viên mạng rốt ráo Nhưng phải hiểu Phật là tự tánh của chúng ta Để chúng ta minh tâm kiến tánh Bèn thành Phật Trí huệ và phước báo của chúng ta Không ai có thể sánh bằng Đó là Phật Pháp Tạng Đó là Pháp Nhất Thừa do Phật Sở Đắc Là trí huệ viên mãn trong Pháp Nhất Thừa Vì lẽ đó Phật Pháp Tạng chính là trí huệ và đức tướng vốn sẵn tròn đủ trong bụng tánh Như Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong Kinh Quan Nghiêm Ngài nói rất hay Hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai nhưng do dòng tượng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc Chúng ta có thể buông dòng tượng và chấp trước xuống sẽ chứng đắc Quý vị thấy Phạm Phú Thành Phật nói theo lý luận là trong một sát na. Quý vị chỉ buông xuống thì kinh giáo hoàn toàn thuộc về quý vị Chỉ cần quý vị buông xuống chẳng cần phải đọc nó bởi lẽ chính mình đã hoàn toàn trọn đủ hết thầy các pháp thế gian hay xuất thế gian không gì chẳng biết không gì chẳng thể chúng ta hiểu rõ đạo lý này hiểu chân tướng sự thật này cho nên mới thật sự làm biết lợi ích này quá to lớn không làm như vậy chúng ta bị tổn thất quá to sống cuộc đời khổ sở nhọc nhằn giường ấy Thành Phật đắc đại tự Tài vui sướng lắm Quý vị phải biết Lão cư sĩ hứa tiếc còn chẳng sánh bằng Không ai có thể sánh bằng Hôm nay hết thời gian rồi Chúng ta học tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật